Thôi con đến đây con quay, thôi con giúp đỡ cho chú 500 ngàn. Đây con gửi cho chú 500 ngàn để dạ, có mua thuốc đồ này kia cũng được. Chào cả nhà, hôm nay mình có mặt tại huyện Lấp Vò, ở phía trong chợ Cái Dầu Định Yên, khoảng 10 cây số, nằm ở trước ở trong vùng sâu vùng xa cả nhà. Thì nghe anh Út ở dưới này nè, cũng người địa phương, có nói với mình là có một gia đình ông chú ông bị bệnh tai biến nhưng mà còn đi tới đi lui được trong nhà, cũng khó khăn, lâu lâu có đứa em lại nó chăm sóc nấu cơm nấu nước. Thì nhà này cũng nhà nước hỗ trợ cho đó cả nhà. Thì chú sống một mình trong nhà mình nên nè. Thì mời cả nhà theo chân mình vô thăm chú nha. Dạ chú còn nói chuyện được không? Còn nói chuyện được. Dạ. Nhất bên này nó nhất không? Dạ. Dạ chú thứ mấy chú? Chú thứ hai. Dạ. Chú năm nay nhiêu tuổi rồi chú? Năm nay 56 tuổi. Dạ 56 tuổi. Dạ. Chú bị bệnh lâu chưa chú? Bệnh cũng năm nay. Dạ mới con năm nay. Cô chú ngồi đâu đây để đứng mẫu. Dạ giống nè anh. Dạ giống đi. Dọ ông đi thôi cái nó sụp nữa. Dạ ông xin là làm số này cho là một năm Úc đi cho năm. Cái gầm là cho 100, cái gầm cho 100. Chạy xe ôm chứ. Là cái sổ này trợ giúp nhân đạo. Cũng như Úc chạy xe, Úc sức chạy xe, Úc cho à. Dạ. Xin Út ngoài xã đó làm sổ á. Dạ dạ. Vậy là xã cấp cho cái sổ này luôn. Cái sổ này như xã làm cho Út đưa cho ông này. Đưa cho ông này. Cũng như mỗi tháng thì đưa sổ này Út ký tên Út cho 100. Dạ dạ. Vậy là mỗi lần Út ký tên là cho 100 ngàn. Thì cái gầm đó, cái gầm là cho ký tên vô cho 100, ký tên cho 100. Như gầm rồi, bữa gầm rồi không vô có điện nói đêm bữa nay chở người bệnh nghỉ đi ngang ghé. Vậy là tháng 2 lần. Không có, tháng lần cái gầm. Cái gầm chứ không có 30 ha. Không. Dạ dạ, tháng lần, tháng được 100 ngàn. Còn gạo thì gạo đây là gạo của Mạnh Thường Quân gửi cho. Cho. Rồi gầm lớn thì Út cho gạo Út đem vô. Dạ. Ồ. Sống con mình rồi ban đêm rồi ngủ không có ai hết trơn. Trời ơi, lúc bệnh hôm đó nằm chèo queo tôi thấy rồng cũng chết. Lúc bệnh anh em ai cũng nghe nói đi mà em nghe rồi, ông bệnh đi về nó quê ổng. Rồi sống một mình rồi ngủ một mình rồi ban đêm ban hôm bệnh hoạn rồi sao? Thì ngủ có bà chị sát bên nè, có gì bà chị qua nè, chị Năm nè, chú dạ. Năm sát bên. Rồi tôi em thấy Út lúc nằm giường nắng xa quá. Dạ. Bà ở gần đây bà nuôi ổng không à. Rồi bây giờ bà đi kia cho ổng, mà kia tắm rửa cho ổng rồi đầu cổ. Dạ. Phải sáng con biết đem xuống về chai dầu cho người một chai, cũng được dầu nước xanh vì mình đâu có biết, tính xuống đây đi đám giỗ rồi chút đi về. Người xuống đây nghe Út nói ở đây có mấy người sống cơ nhở gì đó rồi bệnh hoạn đó, người sẵn vô đây quay coi có Mạnh Thường Quân nào có ai giúp đỡ được phần nào đỡ phần nấy, chứ giờ cũng không biết sao. Rồi bệnh rồi vợ đâu, vợ chú đâu? Ổng là hai vợ, vợ ba trơn mà bả chết rồi, còn vợ lớn thì thôi rồi. Dạ. Yeah. Ba đứa con ở ngoài tốt mẹ ấy mãi không về luôn. Rồi ba đứa con cũng không có về luôn. Không ai về được, bị hai cũng không ai về. Dạ. Vợ cũng không về, con cũng không về. Vợ ở đây chỉ có nhờ là nhờ em Út kia chứ có ai đâu. Nhờ em Út nuôi.
Trời, hôm trước nằm mà cả mẹ vậy đó, trời ơi, cho nó mời ông nội vậy đó, ghép mà nằm ghép mà chết. Trời Phật cũng đổ, nó đau. Em mốt cũng nghèo khổ, nằm ăn, nghe ổng đi về, nuôi ổng. Bây giờ cũng còn nhức nhối vậy hả chú? Nhức lắm. Dạ. Cái giò bên đó nặng hả chú? Giò này nặng, giò này ít. Chứ hai bên mà nặng hết hết đi luôn. Còn chịu cứng được á, đi được. Dạ, bị giò yếu mà mình đi mình gồng hồi cái nó rung mỏi á. Tôi gầm tôi vô không được, tôi điện giờ quá, tôi mới nói dùm gán đi mơ, tôi trở lại chưa chạy thẳng ngang, tôi ghé, tôi đưa tiền. mấy ông nhà nước xin cho mà sao không thấy. Có ảnh cái bên lâu lâu cũng ghé thăm, chở cấp đồ chút đỉnh cũng cũng được. Dạ. Nghe nói rồi con vô đây con quay rồi coi có mạnh thường quân nào mà gửi giúp đỡ thì nữa con đem xuống. Con ở trên trên Long Xuyên tới 20 cây lận. Xa lắm, đây chảnh xuống đây cỡ đâu gần 60 cây vậy ha. Cỡ 60 cây số chảnh xuống đây. Ở chợ ở đây lên Long Xuyên, ở chợ lên Long Xuyên không mấy cây. Dạ. Ví dụ như có ai giúp đỡ thì con mà đem xuống cho chứ không có gì. Để xa xa cũng không sao. Có gì lấy số điện Út nè, liên hệ có gì cái cho hay. Dạ dạ, chút nữa xin số điện của Út rồi đặng mà liên lạc với nhau. Thôi con đến đây con quay thôi, con giúp đỡ cho chú 500 ngàn. Đây con gửi cho chú 500 ngàn để... Dạ, có mua thuốc đồ này kia cũng được. Rồi có ai gửi giúp đỡ nữa thì con đem xuống. Sống một mình, khổ biết nhiêu. Chứ giờ chị em ai cũng có chồng đi, chồng khó khăn, lo hoài. Chị là em ruột hả? Em Út. Em Út luôn. Còn sát bên này em thứ năm, bà nuôi xong mà, tại bà ở sát. Dạ, gia đình mấy anh em lận chị? Năm người. Năm người. Hai trai, ba gái. Thì là chú thứ hai. Thứ hai, bà thứ ba có chồng bên thú ô bà nó cũng hài không à. Gặp ông già ở nhà, gặp ông già cũng khổ nữa, ông già. Ông cũng khổ nữa mà. Ông không biết gì hết trơn. Còn ông già đùa còn. Còn, mà thấy ông chờ ông thấy ông kìa. Còn cái anh thứ tư kìa cũng sát bên kìa, ở Duyên Duyên không hà, khổ không hà. Ông già ruột là ở với chị hả? Không, thứ ba thứ năm nè, nhà xa. Ở với người thứ năm. Có người thứ năm nuôi. Hồi đó là chiêu môn đó giờ nghèo là dục đất đào đất, dục đất ăn hay gạo không á. Vì sao? Đi đào đất mướn. Ăn gạo đi đào đất mướn, ăn gạo không á. Dạ. Mình đi mở sao chờ Phật độ ông cũng đỡ. Chờ nuôi. Con thì nhỏ tuổi mà bệnh hoạn mà ổng đi còn cứng khừ à. Dạ. Chờ nuôi. Chỉ giờ mặn mụn mà không có được trơn á, rồi cũng như nhà nước cho cấp. Dạ. Con gái mà khá giả cũng giúp đỡ, của mày cũng có chồng cũng nghèo, không khổ không mà. Thì anh em mà thì đâu bằng cha mẹ thí dụ như có khá giả thì giúp cho con được. Còn cha mẹ cũng nghèo nữa. Người cha mẹ nghèo nữa đâu có giúp được, rồi anh chị em cũng nghèo nữa. Được cái nhà gì cũng ấm thế, cũng ấm mà nè. Dạ, cái này bên từ thiện cho hả chị? Bên từ thiện cho cũng lỡ. Dạ. Cũng ổng xịu hết trơn rồi, rồi ổng về bệnh ình nó sợ sập bất tử luôn. Dạ. Được cái nhà che nắng che mưa cũng ấm rồi. Bây giờ chỉ lo có một cái cuộc sống thôi. Dạ. Vậy con xin phép về chú ơi. Dạ. Dạ. Bữa tối đi, bữa ta mất cái nè. Bà chị Năm, bà bữa nay bà đi ra ông Tư rồi.